Ma quỷ thì luôn là một thứ gì đó vô cùng ám ảnh đối với tất cả chúng ta. Ngay từ nhỏ thì hẳn là ai cũng được nghe những câu chuyện về đủ thứ ma mạnh quái dị như là ma da, ma só, quỷ nhập tràng hay là ma lai. Tất cả chúng đều trở thành nỗi khiếp sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, là nỗi thấp thỏm cho những ai buộc phải đi đêm về hôm. Ngay bây giờ, nếu bạn đã sẵn sàng cho một đêm mất ngủ thì hãy cùng Đảo Kinh Dị xem năm con ma đáng sợ nhất ở trong dân gian Việt Nam là gì. Năm loại ma quỷ ghê rợn nhất ở trong dân gian Việt Nam. Đầu tiên thì đó chính là ma lai. Ma lai, tên đầy đủ là ma lai bà khoang, là một con ma chuyên lục tìm chất thải, thậm chí là nội tạng của người hay súc vật đã chết để ăn. Nó có thể biến hình để trở thành những cô gái đẹp nhất vùng Tây Bắc và quyến rũ trai bản. Tuy nhiên là chỉ khi đến gần gũi và ngửi thấy mùi hôi thối tanh tưởi vô cùng kinh khủng khiếp phát ra từ cơ thể thiếu nữ xinh đẹp, các chàng trai tội nghiệp mới tá hỏa phát hiện ra nó chính là ma lai. Mọi cố gắng chạy trốn lúc này cũng chỉ bằng thừa, bởi vì con ma lai sẽ nhanh chóng moi ruột nạn nhân và sơi tái ngay lập tức. Dân gian đồn rằng vào những đêm trăng khuyết, khi mọi người đều đang say giấc, chiếc đầu của thiếu nữ ma lai sẽ tự tách khỏi thân của nó cùng với 3 đốt sống ở cổ, mang theo cả bộ lục phủ ngũ tạng, nhất là cái bộ ruột long thong cứ thế kéo lê dưới mặt đất mà đi kiếm ăn. Nếu mà không bắt được ai, nó sẽ chui ở bụi rậm để tìm chất thải hay xác động vật ăn cho bớt cơn đói khát. Cứ thế cho đến tận 4 giờ sáng ngày hôm sau, nó sẽ lại hóa thành thiếu nữ xinh đẹp bao nhiêu chàng si mê, tiếp tục công cuộc moi ruột những kẻ ham gái ngu ngốc theo đúng nghĩa đen. 2. Ma só, một phong tục tâm linh gây ám ảnh của người dân tộc thiểu số. Cái tên ma só xuất phát từ chính cách mà người dân tộc thiểu số vùng thượng du Tây Bắc tạo ra nó. Theo đó, khi một gia đình nào đó có người qua đời, các thầy mo sẽ bỏ xác chết cho cứng lại rồi bỏ vào một cái quan tài dựng đứng đặt ở góc tối của ngôi nhà. Loại quan tài được đẽo lên từ một thân cây rỗng nên sau khi được đậy lại chỉ giống như một thân cây lớn mất thôi. Thầy mo sau đó sẽ thực hiện một nghi lễ gọi là ma đáp lời, bằng cách cúng cơm cho ma mỗi ngày và ngày nào cũng gọi tên của nó. Sau một khoảng thời gian tương đối là dài, thầy mo sẽ dạy cho con ma só cách giữ nhà. Theo truyền thuyết kể lại, uy lực của ma só là vô cùng lớn. Nó có thể bẻ gãy cổ một người trưởng thành chỉ trong tích tắc mà thôi, thậm chí là khiến kẻ không mời mà tới trào máu chết đứng ngay tại chỗ nếu mà dám xâm phạm tới ngôi nhà. Trời ơi, vẫn biết bảo vệ tài sản là tốt rồi, nhưng mà theo cách như thế này thì có vẻ quá là đáng sợ, đúng không nào các bạn? 3. Ma da kéo chân xuống nước và dìm nạn nhân chết đuối để thế chỗ cho mình. Có thể là nhiều người chưa từng nghe hay là biết về con ma quỷ quyệt này, nhưng mà tôi dám cá là ai chúng ta cũng biết về bài hát Bắc Kim Thang. Nó thực ra được viết dựa trên chính truyền thuyết kinh dị về loài ma da. Chuyện kể rằng một làng quê nọ tại Nam Bộ có hai người bạn thân thiết làm nghề buôn bán, một người bán ếch, còn người kia bán dầu thắp đèn. Nhà của cả hai được dựng trên một cù lao nhỏ ở ven bờ sông. Muốn vào chợ phải đi qua một cây cầu khỉ vắt vẻo. Và một đêm nọ, anh bán ếch tình cờ phát hiện thấy một con chim lè lè và một con bìm bịp bị sập bẫy trên đầu. Chúng ra sức cầu cứu anh bán ếch và hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng. Vốn là tính tình nhân hậu, anh bán ếch thả chúng đi ngay. Mấy ngày sau, hai con chim báo cho anh bán ếch biết sắp có tai ương ập đến rồi. Hai con ma da dưới sông đang bàn bạc với nhau sẽ kéo chân của anh và anh bán dầu, khiến hai anh cùng chết để thế mạng cho chúng được đi đầu thai. Vì là hai con ma này đã chết từ lâu nên nếu trong một tuần mà không bắt được người thay thế thì hồn phách của chúng sẽ tan biến và không thể nào đầu thai được nữa. Anh bán ếch đem chuyện kể cho anh bán dầu nghe và khuyên anh hãy ở nhà rồi nghỉ bán hàng một tuần lễ, nhưng mà anh ta thì không tin và vẫn khăng khăng muốn qua cầu. Lo sợ lũ ma da sẽ làm hại bạn của mình, anh bán ếch chuốc rượu cho bạn say mềm để không thể nào ra chợ bán hàng vào ngày hôm sau. Cứ liên tục như thế, nhưng mà rồi đến ngày thứ bảy, anh bán ếch say quá nên đã ngủ quên. Anh bán dầu từ khi trời mờ sáng đã gánh dầu qua cầu ra chợ bán và bị hai con ma da kéo chân ngã lộn cổ xuống sông, chết đuối tức tưởi. Từ đó, truyền thuyết về loài ma da kéo chân vẫn khiến không ít người thấp thỏm khi phải qua cầu khỉ vào lúc trời nhá nhem hay là đêm tối. 4. Quỷ nhập tràng, hiện tượng rùng rợn khi một con mèo đen nhảy qua xác chết và khiến nó sống dậy trở lại. Chuyện là có 7 người lái buôn lên mạn vùng cao để lấy hàng, tới đó xin ngủ nhờ trong nhà một người trong vùng. Người chủ nói là vợ ông bị cảm nặng nằm trong buồng, còn ông bây giờ thì phải đi tìm thuốc cho vợ sáng mai mới về.
Đến nửa đêm, người lái buôn nằm trong cùng bỗng cựa mình thức dậy vì một luồng gió lạnh luồn vào nhà. Đèn dầu tự dưng phụt tắt, người vợ ốm đau kia bước ra khỏi buồng tối, đến bên người lái buôn nằm ngoài cùng, luồn tay xuống dưới nhấc bổng ông ta lên, ghé miệng vào mũi ông này hít một hơi dài. Hít xong thì lại đặt nằm xuống y như cũ, rồi bước trở vào trong buồng. Rồi bà ta cứ làm thế tuần tự với từng người lái buôn một, cho đến người thứ 6. Lúc này người thứ 7 chống ngược đánh thình thịch nhưng vẫn nằm im không dám cựa quậy. Người vợ vừa quay đi, anh ta khẽ sờ vào người ông bạn nằm bên cạnh thì thấy da thịt đã lạnh ngắt như xác chết rồi. Quá sợ hãi, anh ta hoảng hồn vùng phát dậy bỏ chạy. Người đàn bà nghe thấy động vội tức tốc đuổi theo. May thay trên đường có một cây gạo lớn, anh này như chết đuối với được cọc vội trèo lên đó mà trốn. Bỗng anh nghe có một tiếng phập rất lớn, rồi cả thân cây như rung chuyển, khiến cho anh ta văng khỏi thân cây, ngã lăn ra đất mê man bất tỉnh. Phải mãi đến khi trời sáng hẳn, người đi chợ mới thấy một cảnh tượng vô cùng là khủng khiếp. Ở gốc cây có người đàn ông nằm còn thoi thóp thở, bên cạnh thì có xác một người đàn bà ngã sang một bên, cánh tay phải đâm ngập vào thân cây đến gần khuỷu liền. Hóa ra là căn nhà 7 người họ vào xin ngủ trọ, có người đàn bà đã chết nhưng mà chồng vẫn giữ xác lại nên đã biến thành quỷ nhập tràng từ lâu. Và cuối cùng thì đó chính là linh miêu, hay còn được gọi với cái tên là quỷ hắc dạ xoa. Có thể bạn đã biết rồi, phụ nữ thì là chúa thủ dài, và câu chuyện về quỷ linh miêu chính là minh chứng rõ nhất cho vấn đề này. Chuyện kể rằng có cô gái đẹp nọ được gả làm vợ lẽ cho một gia đình quyền quý, nhưng người vợ cả không sinh được con nên luôn đem lòng ghen ghét, hại cô gái mang thai 3 lần đều sẩy, và đến lần cuối cùng đã bị cô phát giác. Trước khi chết, cô gái nguyên rủa người vợ cả đẻ được đứa con nào cô nhất định sẽ nuốt sống đứa đó để báo thù. Ở kiếp luân hồi tiếp theo, người vợ lẽ đầu thai là mèo đen, còn người vợ cả đầu thai làm gà mái. Hễ mà con gà mái đẻ trứng là mèo đen lại dính ăn sạch. Qua 3 lứa, nó đã vồ luôn gà mẹ rồi nhai sống ngay tại chỗ. Dù vậy, điều này vẫn chưa đủ khiến vong hồn người vợ lẽ thôi oán hận. Cô ta cuối cùng đầu thai thành quỷ dữ với đôi mắt đỏ độc và đôi nanh sắc nhọn. Hình tượng vẫn được dân gian lưu truyền về cái tên là quỷ hắc dạ xoa. Bất cứ đứa trẻ nào không được cha mẹ trông nom cẩn thận đều sẽ trở thành bữa ăn cho con quỷ đói này. Bạn cảm thấy loại ma quỷ nào đáng sợ nhất trong 5 con ma rùng rợn kể bên trên? Nhớ để lại comment bên dưới video này nhé. Và video đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.